Ê, bông đẹp quá, chụp anh tắm mày. Đang quay đó. Hả? Đang quay hả? Xin chào tất cả mọi người khách hàng. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu 35 Vista. Và bây giờ là bên chủ đầu tư Trần Anh Group. Và hiện tại chuẩn bị bán một đợt mới. Thì bên đây nó rộng khoảng 20 hectare. Nhưng mà đầu tiên thì bên công ty bán khoảng 300 lô đất. Cái giá thì từ khoảng 400 cho tới 500 triệu một lô thôi. Cái giá rất là dễ mua nha mọi người. Và bên đây thì người khách hàng mình mua chỉ cần trả 50%, còn lại 50% thì người khách hàng mình góp từ 18 cho tới 24 tháng, hoàn toàn không lãi suất nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mời mọi người đi theo Nhân dạo một vòng nhé. Đi thôi. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ dẫn cho tất cả người khách hàng mình đi một vòng, dạo một vòng những cái tiện ích mà nó xung quanh cái khu này nha. Rồi xin mời tất cả mọi người. Quý vị khách hàng mình cũng đã thấy đó, thật sự là nó quá nhiều cái tiện ích xung quanh cái khu của mình. Và thứ hai là nó nằm vị trí đất của mình nằm tại khu công nghiệp nữa. Thì nếu như mình mua đất hoặc mua nhà thì chỉ cần hai yếu tố. Thứ nhất là gần chợ, trường học, bệnh viện, hoặc là gần những cái địa điểm vui chơi ăn uống. Và cái thứ hai là gần khu công nghiệp. Thì gần khu công nghiệp được một cái lợi thế là công nhân rất là nhiều. Và công nhân nhiều thì nó sẽ dẫn tới những cái tiện ích sẽ mọc ra, ví dụ như là quán ăn, quán nhậu, hoặc là mua sắm quần áo, điện thoại này kia đó. Mà tất cả những cái tiện ích mà Nhân nói thì bắt buộc họ phải mua đất hoặc là mua nhà để mà xây lên, để có thể là sử dụng những cái tiện ích đó để buôn bán cho những người công nhân. Rồi bây giờ thì Nhân dẫn luôn cho tất cả khách hàng mình đi tham quan nha. Thì như ở đây cả nhà mình cũng thấy đó, thì hạ tầng làm cũng gần như là khoảng 40-50% rồi, 40-50% rồi. Nhưng mà mình cũng thấy là những cái anh môi giới đó, hoặc thể gọi là cò đó, thì họ đã ghi số điện thoại lên đây. Họ ghi số điện thoại lên đây để họ có thể bán đất bên kia hoặc là bán đất chỗ khác. Chứ bởi vì nếu như quý vị khách hàng muốn mua đất tại khu này thì quý vị khách hàng chỉ qua những cái bảng sale và làm cho công ty thôi thì quý vị khách hàng mới mua được. Chứ còn những cái người môi giới đó thì không có quyền bán trong cái khu này, trừ khi những khách hàng đã mua rồi, lúc đó họ ký gửi bán lại thì mới được bán. Rồi xin mời mọi người. Ở đây thì mình gần đường lớn luôn nha mọi người. Như trước mặt của mình là đường 36m á. Đường 36m thì nó nối dài từ cổng khu công nghiệp Đức Hòa 3 ở bên đường tỉnh lộ 9, và bên đây là đường tỉnh lộ 823. Thì từ đầu đường cho tới cuối đường đó là khoảng 10km. Tất cả người khách hàng mình cũng thấy được là hạ tầng ở đây hầu như là đã làm khá là bài bản rồi. Vỉa hè thì đã lót xong. Thì ở đây với cái diện tích nó tầm ngang 4m, dài 14m, ngang
4:16 hoặc là ngang 4:18:20, còn ngang 5 thì 5:12 cho tới 5:20, thì cái diện tích và thì cái số lô thì cái số tiền nó sẽ khác nhau. Và cái giá mét vuông ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng từ 6 triệu cho tới 7 triệu một mét vuông. Và thêm một cái là ví dụ như khách hàng mình mua tại nơi này thì được một cái lợi thế là mình mua mình chỉ trả trước 50%, còn lại 50% thì mình góp từ 18 tới 24 tháng. Không biết là do ăn ở hay sao cả nhà, mỗi lần mà đi quay á là trời mưa, cái mưa xong rồi núp xong rồi mưa, một ngày là quay cũng được nhiêu chứ, mà muốn cái thằng đứng quay phim á ngày 1 triệu bạc. Không biết là đứng đây nói chuyện nhiều ngồi cái ra ngoài mấy cái xe còn hay không nữa, để xe tốt ngoài kia. Thì lúc trước á là khoảng cách đây 7-8 năm á, thì nhân học bên xây dựng, bên xây dựng dân dụng nha mọi người, học ở trường đại học xây dựng miền Tây, nằm ở ngay chân chỗ phường 3 của thành phố Vĩnh Long. Thì học xong thì đi ra khoảng tính như làm phụ hồ khoảng nửa năm trời. Thì là bây giờ nhìn lại thấy mấy cái cấu này nhớ lắm, đứng trọng bê tông rất là cực, rất là khổ luôn. Mà bây giờ thì khi mà học ra trường rồi á thì làm hầu như là nó không dính dáng vậy. Đáng lý là học bên xây dựng dân dụng á là mình sẽ xây nhà cho khách hàng, và cuối cùng là toàn là bán không mà chứ không có xây. Thôi nó chơi thôi mọi người. Bây giờ nhân vẫn vòng vòng cho khuôn bên đây. Thì ngoài kia mình thấy hồi nãy hạ tầng là còn hơi lỏng chỏng, còn phía bên đây là hầu như đã xong hết luôn rồi, vỉa hè là xong hết 100% luôn rồi mọi người. Tại cây cối rồi cũng được công ty trồng rồi. Còn bên đây nữa thì tất cả trong tổng của khu nhân đang đứng là nó rộng 20 hecta. Cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì nó nằm bên kia là rộng khoảng 40 hecta, và tiếp tục mở thêm 20 hecta. Và bên đây đầu tiên thì chủ đầu tư bán khoảng 300 nền đất và bán theo kiểu cuốn chiếu, thì bán từ ở khúc trong bán ra ngoài. Thì ở trong đầu tiên thì bán khoảng 5-6 triệu gì đó. Thì khi mà bán dần ra ngoài và lúc đó là cộng thêm một cái là hạ tầng nó gần xong rồi đó, thì công ty sẽ lên giá. Và mỗi lần lên giá như vậy thì rất là lợi cho tất cả những cái khách hàng mà đã mua rồi, thì đầu tư bán lại nó rất là dễ. Tại vì khi mình mua, chẳng hạn khi mình mua 5 triệu đó, mà hạ tầng nó xong rồi thì khách bên công ty bán là khoảng 6 triệu, thì lúc đó chẳng hạn như là mình bán chỉ cần 5,5 triệu thôi là mình có lời rồi, 100 mét vuông lời cũng 50 triệu, thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 1 tháng tới 2 tháng là hạ tầng nó khác hoàn toàn. Khi mà mình mua ở đây á, thì thật sự phải nói là được một cái là nó rất là dễ mua hàng nha mọi người. Chỉ cần chẳng hạn như một lô 5-20 thì nó khoảng 550-600 triệu đi, thì mình bỏ ra chỉ cần 300 triệu thôi, còn lại 300 triệu thì mình góp trong vòng 2 năm thì nó rơi vào khoảng chừng 12-13 triệu một tháng thôi. Thì những cái anh chị công nhân cũng có thể mua được, chứ không có cần tới là mình phải nhiều tiền. Còn với người khách hàng mình, nếu như mình có nhiều tiền thì mình có thể mua 2 hoặc là 3 lô hoặc là 4 lô, và khi mình mua càng nhiều thì công ty sẽ chiết khấu cho mình càng cao, rất là lợi thế cho khách hàng mình kinh doanh nha. Thì như mình thấy nha mọi người, ở đây là có một cái đường ống nước của công ty đã làm sẵn cho mình luôn. Thì nếu như quý vị khách hàng mình mua ở trong khu dân cư thì được một cái lợi thế rất là lớn là mình sẽ được xài nước máy của khu luôn, chứ không phải là mình phải đào giếng rồi bơm giếng này kia. Thì bơm giếng này nó cũng ok thôi, nhưng mà nhiều khi cái nguồn nước đó nó không được đảm bảo, nó bị ô nhiễm này kia, thì mình xài thì nó rất là hại cho sức khỏe của mình. Cho nên khi mình mua khu dân cư thì bên công ty chủ đầu tư cũng làm cho mình những cái đường dẫn nước sẵn luôn. Và chỉ cần khi mà mình về mình xây nhà đó, mình chỉ cần mình truyền vào cái nhà mình thôi, nó rất là dễ dàng đó. Và cái tiền mà nếu như mình xài ở đây thì một khối nó rơi vào tầm khoảng từ 6-8 ngàn thôi, chứ không mắc. Thì Nhân cũng giải thích cho quý vị khách hàng mình biết được tại sao lại những cái khách hàng đầu tư hoặc là mua ở thì thường là mua của những cái khu dân cư chứ không có mua đất ngoài. Một cái lý do rất là đơn giản là nếu như mình mua đất ở trong khu dân cư thì được một cái lợi thế là đường xá, rồi vỉa hè,
hoặc là cống thoát nước này kia đó là bên chủ đầu tư họ sẽ làm sẵn cho mình hết. Còn nếu như mình mua đất ở ngoài thì nó hên xui thôi, tức là có những cái khu thì không có nước của nhà nước đi ngang, hoặc là những cái khu mà mình phải mắc nối cái đường điện rất là xa thì lúc đó mình sẽ rất là tốn tiền. Còn ở đây chỉ cần là mình truyền từ ở ngoài đi vào nhà mình thôi thì nó rất là tiện lợi cho mình. Và nếu như mình mua trong khu dân cư thì thêm một cái lợi thế nữa là nó có 1/500. Khi mà một cái khu dân cư có 1/500 rồi thì quý vị khách hàng mình mua ở trong đó mình sẽ không có sợ bị quy hoạch. Còn nếu như mình mua đất ở ngoài thì thường thường là sẽ bị quy hoạch, là bị dính lộ giới, hoặc là làm trường học, làm chợ này kia đó, là mình sẽ bị mất đất, hoặc là nhà nước có đền bù mình đi chăng nữa thì cũng đền bù với số tiền nó rất là ít, đền theo cái giá nhà nước chứ không có theo cái giá thị trường. Chẳng hạn như đất của nhà nước thì nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu một mét vuông, nhưng mà thị trường xung quanh họ đang bán 10 triệu hoặc là 20 triệu đi chăng nữa thì mình cũng phải chấp nhận. Còn trong đây là tức là mình mua đất ở ngoài nó là 1/2000, thì 1/2000 quy hoạch cuối cùng nó là 1/500. Thì những cái khu dân cư này đã có 1/500 rồi thì không bao giờ sẽ quy hoạch nữa. Cho nên là khi mình mua nhà ở trong khu dân cư mình ở thì nó rất là an tâm nha mọi người. Thật sự mà nói luôn đó là hai anh em đi quay rất là cực luôn cả nhà. Giờ nãy để xe ngoài kia đó thấy có hai ba anh á, cứ lạng tới lạng lui, tới lui hoài cũng sợ, thôi đem xe đi chắc ăn. Và như sau lưng của Nhân á thì cả nhà mình thấy là nguyên một cái đám cây tràm đó, tức là đất này ngày xưa là ở đây là đất trồng tràm, không phải là trồng nha mọi người, là nó tự mọc thôi. Thì mình biết được cái nguồn gốc của cái đất này là đất trồng tràm đó, thì cái đất nó sẽ cứng. Nó cứng thì mình xây nhà mình đỡ phải là đóng cọc móng này kia thì rất là tốn tiền, chỉ cần mình làm móng băng hoặc là móng bằng tràm cũng được đó. Còn nếu như có những cái khu dân cư mà bên chủ đầu tư họ làm từ đất lúa đó, tức là cái đất mà đang trồng lúa rồi xong rồi mới móc đường xá lên để làm đường đó, thì những cái vị trí đất đó nó sẽ rất là dễ bị lún, và mình cất nhà này kia là rất dễ là cái kiểu như mà khi mà nó lún cái bóng xuống mọi người là cái nhà mình sẽ bị nứt rất là nhiều luôn, và những cái vết nứt đó là hầu như là rất khó để sửa chữa. Cho nên mình biết được cái nguồn gốc ở đây là đất trồng tràm thì nó sẽ cứng hơn đất lúa rất là nhiều. Thì nói chơi nãy giờ thôi, thật sự là Nhân chém gió với cả nhà thôi chứ Nhân không biết gì hết. Chém gió với cả nhà thôi chứ Nhân không biết gì hết. Tin không ạ? Chắc chắn là không tin rồi. Thì thật sự mà nói là cái khu này hôm nay Nhân quay trước để cho tất cả quý khách hàng mình cùng được xem và tham khảo thôi, chứ còn cái sơ đồ và cái giá cả thì nó chưa có. Nó rơi vào tầm khoảng từ 10 cho tới 15 ngày thì lúc đó khi mà nó có sơ đồ vị trí và có giá cả và có về những cái pháp lý về cái vị trí đất của mình thì lúc đó Nhân sẽ tiếp tục làm một video khác nữa để gửi đến cho tất cả quý khách hàng cùng xem. Ngày xưa là ông bà của mình đó là chỉ là chống giặc thôi, mà bây giờ là nếu mà đi vào một cái công trình nào mà xây dựng mà thấy những cái anh mà cầm cái xẻng cái len á mà chống như thế này á là hầu như là những cái anh đó là những anh làm biến không chịu làm, cho nên là khi vào công trình xây dựng người ta rất là sợ chống len chống xẻng. Rồi nói đùa với cả nhà thôi nha. Thì nãy giờ Nhân đưa rất là nhiều thông tin về dự án, mà hầu như những cái thông tin đó là những cái thông tin chung nhất về cái dự án thôi, và những cái chi tiết á, thì Nhân chưa có. Ví dụ như là Nhân nói lúc nãy đó là bản vẽ với lại cái giá cả thì Nhân chưa có. Cho nên là tất cả quý khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để khi Nhân làm cái video tiếp theo về cái dự án này thì Google sẽ thông báo cho quý vị khách hàng, và quý vị khách hàng mình chỉ việc bấm vào đó và xem. Nếu như tất cả quý khách hàng muốn tham quan dự án Bella Vista mở rộng thì quý khách hàng hãy nhớ gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880, hoặc là cái số điện thoại trên màn hình. Thì số điện thoại đó Nhân dùng Zalo, Facebook và Viber, thì quý khách hàng có thể kết bạn trước để làm quen với Nhân. Thì những cái dự án Nhân đưa lên, dự án nào mà nó hợp với cái vị trí của mình thích và vừa với cái tài chính của mình thì quý khách hàng mình hãy gọi cho Nhân để tham quan dự án. Còn riêng về dự án Bella Vista thì quý khách hàng
thứ năm và chủ nhật hàng tuần thì bên tổng công ty có những cái chuyến xe để đưa đón tận nhà cho quý vị tham quan dự án. Thì quý vị khách hàng cứ gọi điện cho Nhân để có thể sắp xếp lịch là buổi sáng hoặc là buổi chiều thứ năm và ngày chủ nhật hàng tuần nha mọi người. Thì Nhân nãy giờ Nhân cũng chia sẻ cho tất cả quý vị khách hàng là đi quay như thế này thôi chứ thật sự nó rất là cực nha cả nhà. Cho nên là quý vị khách hàng mình có thể là nhấn một nút like để có thể là hỗ trợ khích lệ cái tinh thần của Nhân để Nhân làm những video sau nó hay hơn và đẹp hơn. Mọi người khách hàng mình hãy nhớ bấm luôn cái nút đăng ký để khi tất cả những video sau Nhân làm thì mọi người khách hàng mình sẽ được xem một cách trọn vẹn nhất. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người khách hàng mình ở video sau. Xin chào.